Kể chuyện qua hình ảnh là một phương pháp nghiên cứu có sự tham gia của cộng đồng, và phương pháp này thường được sử dụng với các nhóm yếu thế như là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, hoặc là một số nhóm thiểu số về tình dục, hoặc là công nhân, trẻ em. Nó sử dụng phương pháp nhiếp ảnh để trên cơ sở những bức ảnh thì sẽ có những cái thảo luận trong nhóm nhỏ hoặc là trong cộng đồng về các vấn đề của cộng đồng quan tâm hoặc theo chủ đề nghiên cứu. Trong dự án Ly Chăn thì PhotoVoice, kể chuyện qua hình ảnh, được áp dụng là một phương pháp nhằm có sự tham gia cộng đồng trong việc đánh giá dự án. Ly Chăn means good, beautiful in Thai dialect. It is a project under the CGIAR research program on livestock, aiming to provide research-based solutions supporting the transition of smallholder farms toward more sustainable, productive, equitable and resilient livelihoods. Để thực hiện phương pháp kể chuyện qua ảnh, dự án Ly Chăn đã trang bị 20 máy ảnh dễ sử dụng cho nông dân. Sau đó, dự án đã tập huấn cho nông dân về cách chụp ảnh và kể chuyện qua bức ảnh. Để giúp nông dân kể chuyện qua bức ảnh, dự án đã tập huấn cho họ về phương pháp đặt câu hỏi phỏng vấn được dùng khi thảo luận về các bức ảnh với người trong ảnh. Sau khi tập huấn về chụp ảnh và kể câu chuyện ảnh, nghiên cứu viên của dự án cứ 2 hoặc 3 tuần lại xuống địa bàn góp ý về các bức ảnh và câu chuyện. Em vẽ cái máy ảnh ạ. Em chưa biết đến cái máy ảnh bao giờ. Sau khi dự án cho bọn em sử dụng máy ảnh và giới thiệu cho bọn em cái máy ảnh, em rất hào hứng này, phấn khởi. Em được thứ nhất là về cái máy ảnh này, em được đi chụp nhiều nơi này, chụp được nhiều thứ, học hỏi được kinh nghiệm từ những người nông dân khác về chăn nuôi này. Phương pháp PhotoVoice này cũng rất là tốt ở chỗ là khi mà chính những người trong cộng đồng, họ là những người đi thu thập thông tin, họ là chính là những người nông dân, người Thái, người Mông, họ thu thập thông tin bằng cái ngôn ngữ của họ, sẽ không có rào cản ngôn ngữ. Chính vì thế như là những cái thông tin mà thu thập được, nó sống động và nó rất là chân thực. Những thông tin thu thập được qua phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh thì nó giúp chúng tôi nhiều trong việc đánh giá các kết quả của dự án, đặc biệt là những thay đổi về kiến thức, thái độ và hành vi của nông dân khi áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi từ dự án đem lại. Đặc biệt là những cái bức ảnh, nó cũng chính là những cái bằng chứng về những thay đổi. Ví dụ là trong hợp phần về thức ăn chăn nuôi, qua phương pháp PhotoVoice chúng tôi thấy rằng là người dân đã biết cách cho thêm cám và khi ủ cỏ để có thể đảm bảo được nguồn thức ăn quanh năm cho châu bò. Về hợp phần sức khỏe vật nuôi, người dân đã biết khử trùng, phun khử trùng tiêu độc để đảm bảo an ninh sinh học. Trong hợp phần về giống di truyền, chúng tôi thấy có sự thay đổi về thái độ và nhận thức của người dân đối với một cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới là thụ tinh nhân tạo. Trước đấy thì người dân thường nghĩ rằng là thụ tinh nhân tạo nó sẽ ảnh hưởng tới đường sinh sản của con cái. Nhưng mà sau khi có thử nghiệm của dự án thì người dân thấy được rất là nhiều cái tính ưu việt của thụ tinh nhân tạo. Em thấy khá ấn tượng với cái bức ảnh cách mà bà con ủ phân ạ, ủ phân để làm phân bón cho cây trồng ạ. Đây cũng là một cái cách mà giúp cho bà con nông dân mình tiết kiệm được cái chi phí trong sản xuất, mà ngoài ra thì nó cũng đảm bảo được về cái vấn đề môi trường. Cuối năm 2021, dự án Ly Chăn đã phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Sơn La tổ chức hai đợt triển lãm với chủ đề Chăn nuôi dưới góc nhìn nghệ thuật và góc nhìn của nông dân tại thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn. Triển lãm đã giới thiệu tới công chúng hơn 50 tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ chuyên nghiệp và gần 70 bức ảnh do chính các nông dân tham gia dự án Ly Chăn chụp. Đây chính là những bức ảnh biết nói, chia sẻ những câu chuyện người thực, việc thực mà những người nông dân kể từ núi rừng Tây Bắc. Cái bức ảnh này, vì nó đây là cái địa phương của tôi đang sống, trong đó có cả nơi chăn nuôi và trồng cây đáo nghèo. Hình cái can thiệp của dự án, cái dự án trồng cỏ để chăn nuôi gia súc, đó là một cái mô hình mà phải nói là tận dụng được đất đai thừa dư thừa của dân để chúng ta trồng cỏ, thì nó cảm thấy nó năng suất giảm được cái công người dân đi phải đi chăn dắt, mất phí công, đây người ta có thể tranh thủ được. Hôm nay anh rất vui, thứ nhất là được đến với triển lãm, thấy rất là nhiều ảnh đẹp, mà thấy cái nào cũng đẹp,
mà được mọi người có mặt đông đủ đây mà hôm nay được giải thưởng nữa là bản thân và gia đình rất là phấn khởi.